nên nhớ chốn thanh tịnh lắm đường đi tới, tùy căn duyên đạo ngợi mà thôi. Tu tiên hay tu Phật cũng rồi, miễn tâm thanh tịnh mới ngồi tòa sáng cương vị tu. Nếu như quý vị là Phật tử của thầy Minh Tuệ và hình ảnh trước mặt mọi người đang biết là sự việc của thầy Nhuận Đức bị kỷ luật thế này thế kia, thì đó cũng là một kiếp nạn của từng Phật tử đang lấy sư Minh Tuệ làm gương, để coi các người có thực sự theo gương thầy Minh Tuệ. Chấp niệm với quý vị là miệng tụng kinh mà lòng chen hỗn tạp, tôi từng nói hoài môi nam mô và chân đạp bàn trong, chừng nào tiếp kiến cửa không, chừng nào giải thoát mà mong mà cầu. Quý vị phải hiểu cái chân lý này. Cũng từ rất lâu rồi thì có một cái sự việc giữa thầy Thích Nhuận Đức và thầy Thích Minh Tuệ mà nó đang nằm trong cái dòng lẩn quẩn, vẫn chưa có ai đưa ra được một cái câu trả lời được cho là công bằng và thỏa đáng nhất. Bởi vì tôi cũng không hiểu gì sao luôn, cái người Phật tử đó mà họ tu rồi mà họ vẫn buông ra, họ để nói rằng so sánh thế này, so sánh thế kia. Đáng lẽ ra ông Nhuận Đức, ông phải ôm cái nồi cơm, ông đi giống thầy Thích Minh Tuệ. Và phe cánh ngược lại, đáng lẽ ra ông Thích Minh Tuệ, ông phải tu để ông làm sao mà ông giúp được cho bà con đồng bào bá tánh, nuôi những cụ già hay là những người khuyết tật, ông làm phận sự cho nó rõ ràng. Thế còn đằng này ông đi long nhong như vậy, ông không ra cái gì cả, thì rõ ràng đang có hai cái chiều hướng đang đối lập lẫn nhau. Và cái bên này thì cho rằng bên kia ghét bên mình nên mới ngồi nói như vậy. Và cái bên ủng hộ thầy Minh Tuệ, ông Nhuận Đức, ông xúc phạm thầy Minh Tuệ bằng cái câu nói thôi ôm cái nồi cơm điện đi lon ton, thôi thầy đi đi, con không đi đâu mô Phật. Tất cả chúng ta cũng chỉ vì sao? Chúng ta chỉ vì đang tự chấp niệm trong cái cơ thể mình. Chúng ta đang là một người tu, đang là một con người học đạo làm người, nhưng chúng ta vẫn còn cái cánh cửa phân biệt thế này thế kia. Từ đó nó sanh ra cái chấp ở trong lòng. Thì chính vì cái đó nó sẽ giết chết mọi người mà không bao giờ có lối thoát. Ở đây, trong câu chuyện này, đây đó Cà Mau xin truyền tải đến tất cả quý vị Phật tử thiện nam tín nữ xa gần, để chúng ta hiểu được thế nào là giá trị của Phật giáo, để chúng ta hiểu được thế nào là giá trị của một đạo làm người tốt nhất, và một tấm lòng được gọi là một đôi mắt nhìn đời nó có tâm nhất. Hiện giờ giữa thầy Minh Tuệ và thầy Thích Nhuận Đức đó, nói vậy cho nó dễ hiểu. Sở dĩ ban đầu thầy Thích Nhuận Đức là có nói một cái câu, tôi thừa nhận, ôm nồi cơm điện đi như thầy thì thôi, mô Phật thầy đi đi, con không đi đâu. Nhưng quý vị lại nghe theo cái thành phần kích động, họ nói rằng là sư Minh Tuệ, sư Nhuận Đức đang xúc phạm nặng nề sư Minh Tuệ. Nhưng thật ra không phải. Cái câu nói đó là một cái câu rất bình thường, bởi vì ngài vẫn xưng là thôi mô Phật thầy đi đi, con không đi đâu, vẫn kêu bằng thầy và vẫn xưng bằng con một cách rất hẳn hòi. Nhưng chỉ là dùng cái lời nói dân dạ, dùng cái lời nói nó thực tế, theo như cảm giác một người miền Tây giản dị như con thật thà. Giả sử như đổi lại quý vị là một người Phật tử cũng vậy. Ví dụ như con đi, con nói thôi mô Phật thầy Minh Tuệ ôm nồi cơm điện đi được, nhưng mà con đi không được, thôi thầy đi đi, con không đi đâu. Vậy chứ nếu như nói cái câu này thì xúc phạm chỗ nào hả quý vị? Tôi không thấy xúc phạm chỗ nào cả. Đối với cá nhân một người bình thường cũng vậy, không nghiêng gì ông Nhuận Đức. Tôi nói ra không phải bệnh vực, nói ra là để Phật tử chúng ta đừng có nghe những lời kích động của những thành phần xuyên tạc và những kênh truyền thông bận đang âm thầm để làm gì? Để cho nội bộ Phật tử toàn quốc của mình là chia rẽ lẫn nhau, để kết bè kết phái.
từ đó mới dễ phân chia Phật giáo. Chứ thật ra đó, người ta nói rằng ở đâu có thiện lương thì ở đó có Phật, thì không nhất thiết anh hành thiện chuyển nghĩa bằng cách nào. Như thầy Minh Tuệ là đi gieo duyên, đi tự trải nghiệm lên bản thân mình bằng tâm y phấn tạo rất là ý nghĩa sâu xa, để có được chân lý Phật Đà cho bản thân mình thấu hiểu. Và một mặt khác là để cho mọi người cùng nhìn vào đó mà thấu hiểu. Ngài giống như là một bức gương soi, để cho người đời nhìn vào đó tự soi gương mình mà để sửa, thì cái đó công đức vô lượng. Còn ở đây thầy Diễn Đức là hành thiện bằng cách mình, bản thân mình không có khả năng để làm được những điều phi thường giống như sư Minh Tuệ. Thì từ ban đầu, từ cái thở nhỏ, Ngài đã được chọn một con đường rằng mình sẽ phát cái tâm nuôi những cụ già trong chùa. Vậy tôi hỏi chứ, nếu như ai cũng xách cái nồi cơm đi như thầy Minh Tuệ như vậy, thì những cụ già đó ai nuôi? Quý vị đừng nói câu nhà nước nuôi nhé. Nhà nước nuôi cũng có giới hạn. Đa phần mình phải, con người phải góp sức với nhau để phát cái lòng hảo tâm, để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, để giúp đỡ những hoàn cảnh neo đơn. Thì có như thế mới nối được một cái vòng tay lớn, để mỗi một nơi, mỗi một tỉnh thành, mỗi một địa phương đều có một ít hay nhiều cũng có một hai người, người ta phát tâm làm thiện. Giống như chùa nghệ sĩ, rồi viện dưỡng lão đồ các thứ, thì trong đó là nuôi ai? Nuôi những người không nơi nương tựa, nuôi những người là không có chỗ đi về đó, đầu đường xó chợ. Cái đó mới được gọi là neo đơn. Thì có phải chăng những đơn vị đó cũng đang phát tâm giống ông Nhuận Đức, mặc dầu người ta là người đời? Thậm chí có những chỗ phát tâm nuôi động vật, nuôi chó, nuôi mèo, nuôi cả nhà vậy đó. Nhưng mà ai có chỗ nào mà có chú chó bị bỏ rơi là người ta chạy tới người ta giải cứu. Thì nó quy chụp tất cả trên đời này, cái gì mà có lợi và có ý nghĩa nhân văn thì đó được gọi là hành vi đang làm việc thiện, đang hành hiệp trưởng nghĩa, đang làm điều đạo đức cho cuộc đời. Thì thử hỏi những cái đó có sai trái gì không? Mà chúng ta phải quy chụp rằng ông Nhuận Đức đáng ra ông phải đi theo ông Minh Tuệ, ông phải ôm cái nồi cơm điện giống vậy đó, thì mới gọi là tu. Thì chúng ta đang chấp, chúng ta đang tự phân biệt. Còn ngược lại, nói rằng ông Minh Tuệ ông phải ở chùa, ông đi như vậy là ông gây rối loạn nhân dân, ông đi như vậy là ông không giúp được ai, mà ông giúp được mình ông là ông rất ích kỷ. Như vậy chúng ta cũng sai luôn. Nên nhớ chốn thanh tịnh lắm đường đi tới, tùy căn duyên đạo ngợi mà thôi. Tu tiên hay tu Phật cũng rồi, miễn tâm thanh tịnh mới ngồi tòa sen. Còn chấp niệm như quý vị là miệng tụng kinh mà lòng chen hỗn tạp đó. Tôi từng nói hoài, môi nam mô mà chân đạp bàn trong, chừng nào tiếp kiến cửa không, chừng nào giải thoát mà mong mà cầu. Quý vị phải hiểu cái chân lý này. Đạo Pháp là dung với hòa, thì hà cớ gì chúng ta phải phân biệt. Tóm lại, hành thiện hay tu tập bằng cách nào nó không quan trọng. Quan trọng rằng con đường chúng ta đi về phía ánh sáng kia kìa. Giả sử như tôi muốn đi Hà Nội, tôi có tiền nhiều, tôi hạng đại gia, tôi có thể ngồi một chuyến bay tôi đi tới. Nhưng nếu như tôi không tiền bằng họ, tôi có thể chọn cách là đi tàu hỏa hay đi xe đò đó. Còn cái người ở tầng lớp thu nhập thấp hơn, họ có thể chọn cách là đi xe máy, đi tự đổ xăng. Thì quý vị thấy có biết bao nhiêu cách để đến được cái đích mà mình cần đặt chân tới. Nhưng quan trọng rằng mình đi bằng cách nào, nhưng những cách đó nó đều hợp pháp và hợp lệ theo giới luật, nó không có sai chỗ nào cả. Nên bởi vậy nếu như đứng trong cuộc, cái người đi hạng máy bay đó, họ sẽ cho rằng ôi thời buổi này ai rảnh mà ngồi đi xe đò, có mấy khùng đó, nó lâu chết bà luôn, đi máy bay cho nó nhanh, nó sướng đích, đúng không? Ngồi im lưng vài giờ đồng hồ là tới, rất nhanh gọn.
Thì quý vị thấy nó có giống như cái trường hợp mà chúng ta đang đứng ở phe cánh này mà để phê phán phe cánh kia không? Đổi lại cái người đi xe máy đổ xăng họ tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền. Họ sẽ nói thẳng ra. Chỉ có mấy người ngu á, nó mới đi cái máy bay để đắt tiền tốn mấy triệu bạc. Đúng là hoang phí. Để tiền này về cho con cháu mình ăn, để cho gia đạo mình sung túc, để mình tiết kiệm được biết bao nhiêu đồng ngân. Đó, thì có phải cái ứng hiện ở cuộc đời tất cả đều đúng, nhưng chỉ tại những con người này đang không đứng trong hoàn cảnh của nhau nên mới giày xéo và chỉ trích lẫn nhau hay chưa? Chúng ta thấy rất rõ ràng. Nên tôi nói quý vị, tu trên cuộc đời này có rất nhiều cách để tu. Tu trên cuộc đời này có lắm đường đi tới. Ngay cả hàng vạn con người, ngay cả cách kiếm tiền hàng ngày cũng có nhiều cách và nhiều nhân duyên khác nhau. Thậm chí tu cùng một con đường nhưng chắc gì chúng ta chung một ngôi chùa nữa. Đôi khi chúng ta hứa hẹn sẽ đi quy y cùng nhau, sẽ đi tu cùng nhau, hay là cùng giờ, cùng tháng, cùng năm, huynh đệ kết nghĩa gì đó. Nhưng một mai nó cũng tàn, một mai nó cũng đôi người đối ngã. Nên chữ duyên nó lạ lùng lắm. Quý vị đừng có tự chấp niệm. Chúng ta hãy tự hài lòng với những gì mình đang có và hãy quan hỷ cho người. Đó mới là tâm chúng ta đang thật để tu. Còn đằng này chúng ta miệng thì nói tu, miệng thì nói bên của mình tốt đẹp, nhưng mình đang chê người khác, tức là mình sai rồi, mình chưa tốt. Bởi vì mình tốt là mình không còn chê, không còn chê ai cả, đều quan hỷ. Quý vị không thấy ông Minh Tuệ ông nói một câu sao? Ai ghét mình cũng cầu mong cho họ được hạnh phúc. Dù họ có phải, có quấy, có sai, có trái như thế nào, mình cũng cầu mong cho họ được bình an, cầu mong cho họ được giải thoát thành Phật nữa kìa. Bởi vì khi hành Phật, thành Phật được rồi, họ sẽ không còn ghét mình nữa. Bởi vì khi thành Phật, tâm của họ sẽ từ bi. Thì những người ngày hôm nay đang phát ngôn những câu từ bi và đang làm đúng chánh pháp trên môi trên miệng đó, thì làm ơn làm phước coi lại mình giùm tôi đi. Coi mình có đóng cánh cửa phân biệt lại chưa? Coi mình có còn phân nghĩa là thị phi hay chưa? Bởi vì trong lòng mình còn phân ông này là ông chưa đúng, ông kia là ông trật. Thay vì chúng ta cầu mong cho họ thành Phật đi, cầu mong cho họ tu tốt đi, những cái gì mà đã diễn ra chúng ta nên quan hỷ. Ngay cả sư Minh Tuệ, cái người mà đánh ổng đó, rõ ràng là người ta là bại hoại của thế gian. Nhưng mà chúng ta thấy được rằng thầy có ghét bỏ, không có đi kiện tụng gì họ. Thậm chí mai này gặp lại người đó đi chăng nữa, sư Minh Tuệ cũng xưng bằng con, vẫn tôn trọng họ giống như những người đã sư Minh Tuệ đã từng tôn trọng ngoài kia. Tất cả đều bình đẳng. Thì nếu như đứng ở cương vị chúng ta là một người Phật tử của thầy Minh Tuệ, hay là một người yêu mến sư Minh Tuệ, lấy sư Minh Tuệ làm gương, thì tại sao chúng ta phải phân biệt bề thế cái này cái kia? Thì thử hỏi chúng ta đang theo gương sư Minh Tuệ hay chưa? Trong khi sư Minh Tuệ không có nghĩ gì về thiên hạ cả, có ghét có thương, tất cả đều là bình đẳng như nhau. Bởi vì coi đó là cái nghiệp của mình mà nó tới với mình. Đôi khi một cái người mà đang ở trong thiên hạ, họ đang đứng trong cương vị tu, nếu như quý vị là Phật tử của thầy Minh Tuệ và hình ảnh trước mặt mọi người đang biết là sự việc của thầy Nhuận Đức bị kỷ luật thế này thế kia, thì đó cũng là một kiếp nạn của từng Phật tử đang lấy sư Minh Tuệ làm gương, để coi các người có thực sự theo gương thầy Minh Tuệ hay chưa. Và câu chuyện sư Nhuận Đức đến với những người Phật tử sư Minh Tuệ để coi những người này có sanh cái lòng mà đố kỵ, có sanh cái lòng mà ông này ông bậy ông sai để chỉ trích thậm tệ người ta hay chưa, để còn bận biểu trong lòng về ông thầy Nhuận Đức hay chưa. Thì đó là một cái câu chuyện thầy Nhuận Đức, là một cái bài test, là một cái bài thử thách mà bề trên Phật trời người ta muốn thử tấm lòng và muốn thử cái tâm can của những người
đang lấy Sư Minh Tuệ làm gương, thử coi bao nhiêu là vàng thao lẫn lộn để có người nào tốt và tâm người nào thật sự bất biến như dòng đời vạn biến, và tâm người nào thiệt tình là đang lấy Sư Minh Tuệ làm gương. Nếu như quý vị hôm nay đã mang danh lấy Sư Minh Tuệ làm gương thì quý vị phải nhớ Sư Minh Tuệ trong là quý vị phải trong, Sư Minh Tuệ tấm gương nhìn thấy được soi sáng dặm trường là quý vị cũng phải như vậy. Sư Minh Tuệ quan hỷ trước những sai trái của cuộc đời thì quý vị hôm nay cũng phải quan hỷ trước những sai trái của thầy Nhận Đức. Chuyện của thầy Nhận Đức xem như là một bài học đối với quý vị đó. Nếu như hôm nay quý vị còn lên tiếng rằng tôi không thích ông này bởi ông vậy thì chúng ta hoàn toàn chưa làm được như Sư Minh Tuệ. Tôi đâu có cần quý vị phải làm ôm nồi cơm điện đi theo thầy Minh Tuệ chi đâu. Cái quan trọng thầy Minh Tuệ muốn cho quý vị thấy rằng ăn hiền ở lành là như làm sao, chúng ta tiết kiệm trong cuộc sống là như làm sao, tức là ăn vừa đủ no, không có để không nhận thức ăn dư thừa để dành bữa khác. Là thầy Minh Tuệ đang muốn cho thế gian thấy được rằng ở cuộc đời này mình không được tham lam đó. Giờ người ta đánh mình không phản kháng và vẫn vui vẻ xưng bằng con cầu chúc người ta hạnh phúc, không một lời oán thán. Mai này gặp lại cũng vẫn thương người bình thường. Thì cái đó muốn nói với quý vị rằng quý vị làm ơn làm phước, đóng cánh cửa phân biệt lại đi. Nếu như chúng ta là một người đủ tốt thì chúng ta không chỉ trích người khác, chúng ta không bận biểu cái việc làm của người ta sai trái trong lòng, tất cả đều quan hỷ trở thành một con số không. Bởi vì bao nhiêu chen lấn cũng rồi không, rồi ra kết cục ai giữ được, cuối cùng ta nhận lại chỉ bằng không. Thì liệu những cái đó nó cũng thành không thôi, nó có còn đâu mà hôm nay quý vị phải để trong lòng rằng ông thầy Nhận Đức ông sai, ông thầy Nhận Đức ông như thế này thế nọ, ông không xứng đáng cái này cái kia đó. Thì tôi khuyên quý vị rằng nếu như đứng cương vị Phật tử thầy Nhận Đức, mình cũng đừng khuyên tại ông Sư Minh Tuệ mà ngày nay là ảnh hưởng tới cái chuyện cúng dường đồ này kia rồi các thứ. Tất cả sự xuất hiện của đôi bên đều là bài học và bài test để cho vạn dân bá tánh Phật tử với nhau, để coi tấm lòng ai ngay ai thẳng và ai trong ai sạch. Nó hiện hữu rất rõ ràng, mà chỉ tại con người không nhận ra mà thôi. Chỉ tại chúng ta chấp. Giả sử như hôm nay đứng cương vị quý vị không thích ông Nhận Đức, nhưng thử hỏi coi Sư Minh Tuệ, ngài dù có biết cái vấn đề đó, có biết vấn đề bị kỷ luật hay là sai trái của thầy Nhận Đức đã gây ra lầm lỗi, nhưng thử hỏi Sư Minh Tuệ có nghĩ gì Sư Nhận Đức hay không. Tất cả đều là bằng không, tất cả đều là quan hệ. Cho dù hai người ngồi cạnh nhau vẫn nói chuyện bình thường, vậy có phải chăng tự Phật tử chúng ta chia rẽ, tự Phật tử chúng ta đang mở toang cánh cửa phân biệt trong đầu của mình ra, để thành ra tự chúng ta có thể thể hiện lên cái lòng được gọi là chưa tốt, chúng ta vẫn còn chấp niệm đó. Nếu như anh chị nào nghe cái lời này thì hãy tự kiểm chứng lại đi. Nếu như hôm nay chúng ta đang nghe theo những lời và nói chung là ái mộ Sư Minh Tuệ đó, mà chúng ta lại nghĩ xấu ổn những đức không thế này thế kia, chúng ta còn chấp niệm thì bản thân chúng ta chưa sạch và chưa được như Sư Minh Tuệ, tức là chúng ta đang chưa có cái tấm gương giống như Sư Minh Tuệ, chúng ta chưa hoàn toàn tốt nhất, thì mình nên cải thiện. Tại vì con cũng không có ghét bỏ gì ai, cũng không có là như thế nào đối với cô chú anh chị gần xa. Con chỉ muốn nói lên những cái điều mà mình cần giải thích. Con muốn nói lên những gì mà để cho mọi người đều được dung hòa, để mình hướng tới cái đạo Phật lợi lạc, chứ không phải để chia rẽ lẫn nhau. Tại chia rẽ ở đây là do mọi người còn chấp. Còn đối với khía cạnh Phật tử của thầy Nhận Đức thì chúng ta đừng đổ thừa tại cái này tại cái kia. Chúng ta hãy bình thản cuộc đời. Hôm nay nghiệp và duyên nó tới, mình đón nhận để mai này mình xả được cái căn, trừ được cái nghiệp, mình sẽ tốt hơn.
Đó là vấn đề muốn nói. Chúng ta phải bắt tay nhau từ nhiều bề nhiều hướng. Cái bài nói vòng tay lớn đó, nó có ý nghĩa sâu xa. Nếu như từng địa phương, từng góc độ khác nhau mà không bắt tay với nhau thì làm sao ra được vòng tay Bắc Nam rộng lớn. Thì đã là một trong những người Phật tử, dù là ở đâu, dù là khía cạnh nào, dù là bên nào, dù là con đường tu nào, chúng ta cần phải dung hòa để bắt cái tay với nhau. Thì cái đó đó, chúng ta mới hướng đến Phật đạo. Tại vì Phật là Phật của chung, bầu trời chung, thiên liên là của thiên liên chung, đất mặt đất đè mặt đất chung. Đó. Thì ông Phật ở trên, ổng có phân thân ra làm nhiều ngã để ra nhiều hướng hay không? Không có. Thì hà cớ gì chúng ta thế gian này chúng ta lại phân biệt để chia ra thành năm đường bảy ngã? Thì chính vì cái chấp niệm trong đầu chúng ta, mình là tôi không thích ông kia, bên kia nói tôi không thích ông nọ, chính vì cái đó đó nó mới gây cấn đó. Nếu như mà mình tất cả đều quan hệ với nhau thì kiểu gì cũng là một nhà, cùng nhau tu, cùng nhau sửa. Đó là những gì mà con muốn truyền tải tới mọi người trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, để mình hướng tới một cái gì tốt đẹp hơn. Bây giờ hôm nay chưa có ai trả lời câu này cả. Con thấy rất là nhức nhối với cái tình đạo hiện giờ. Mà buông ra ai cũng nói cho rằng mình là đúng. Buông ra ai cũng nói cho rằng mình là tuyệt vời. Tôi làm vậy, tính tôi làm gì. Nhưng mà thật ra không phải. Quý vị còn chấp nhiều quá. Cánh cửa phân biệt còn mở toang kia kìa. Nên con muốn nói để cho mình cùng nhau cải thiện. Để mọi người bắt tay với nhau, trở thành một đạo pháp dung hòa tuyệt vời. Con xin chào tạm biệt. A Di Đà Phật.